tôi càng tò mò hơn sau khi đọc Kinh Thánh. Đức Chúa Trời phán rằng: "Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta." Đức Chúa Trời chỉ có một đấng là Cha thôi. Thì sao Kinh Thánh lại ghi chép rằng chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta? Từ "chúng ta" trong Sáng Thế Ký chỉ ra Đức Chúa Trời ba ngôi: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Các học giả Kinh Thánh đã đi đến kết luận này. Tuy nhiên, chủ trương rằng "chúng ta" trong Sáng Thế Ký chỉ ra ba vị Đức Chúa Trời: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh là cách giải nghĩa xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của họ về ba vị thánh nhất thể, là một lẽ thật cơ bản của Cơ Đốc giáo. Chúng ta hãy liên tưởng đến một vở kịch độc diễn mà một người đóng ba vai trò: cha, con và bác sĩ. Giống như vở kịch độc diễn mà một người đóng ba vai trò, Đức Chúa Trời Cha đã đóng vai trò là Jehovah Đức Chúa Trời vào thời đại Đức Cha, Đức Chúa Giêsu Christ vào thời đại Đức Con và Đức Thánh Linh vào thời đại Đức Thánh Linh. Dù vào mỗi thời đại, Đức Chúa Trời đã xuất hiện với danh khác nhau và hình dáng khác nhau, song thực chất Ngài chỉ là một đấng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời Cha. Đức Chúa Trời ba ngôi, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh là một đấng Đức Chúa Trời Cha. Đây là ba vị thánh nhất thể, một lẽ thật cơ bản của Cơ Đốc giáo. Nhưng tại sao một đấng Đức Chúa Trời Cha lại phán "chúng ta"? Rốt cuộc Đức Chúa Trời có mấy đấng? Đức Chúa Trời phán rằng: "Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta." Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Theo Kinh Thánh, người nam và người nữ được dựng nên theo như hình Đức Chúa Trời. Sự tồn tại của người nam chứng minh cho sự tồn tại của Đức Chúa Trời Cha. Vậy người nữ được dựng nên theo hình Đức Chúa Trời thì sao? Chứng minh cho sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ. Chúng ta không chỉ có Đức Chúa Trời Cha là đấng mang hình nam, mà còn có cả Đức Chúa Trời Mẹ là đấng mang hình nữ. Tuy nhiên, không có hội thánh nào tin vào Đức Chúa Trời Mẹ. Mặc dù Kinh Thánh làm chứng về sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ, vì sao không có hội thánh nào tin vào Đức Chúa Trời Mẹ vậy? Có câu nói rằng lẽ thật luôn ở gần kề. Đức Chúa Trời Mẹ, đấng đã dựng nên trời đất và muôn vật cùng với Đức Chúa Trời Cha vào lúc ban đầu, đã xuất hiện trong xác thịt vào thời đại Đức Thánh Linh và đang ban sự sống đời đời theo lời tiên tri của Kinh Thánh.